được đoạn diệt, tất cả khổ sẽ được diệt tận. Và vì chúng tôi chấp nhận và chúng tôi kham nhận điều ấy, nên chúng tôi được hoan hỷ. Khi được nói vậy, này các tỳ kheo, ta nói với các vị Ni Gan Tha ấy, chư hiền Ni Gan Tha, có năm pháp này, ngay trong hiện tại có hai quả báo, thế nào là năm? Tín, hỷ, tùy văn, thẩm định lý do, akara, pari quý tắc cá, tham nhận chấp thọ, tà, kiến. Này chư hiền, Ni Gan Tha, năm pháp này ngay trong hiện tại có hai quả báo. Ở đây, thế nào là lòng tin các Ni Gan Tha ấy đối với bậc đạo sư trong quá khứ? Thế nào là sự hoan hỷ? Thế nào là sự tùy văn? Thế nào là thẩm định lý do? Thế nào là kham nhận chấp thọ, tà kiến các vị ấy? Này các câu, nói như vậy, ta không thấy một câu trả lời hợp pháp nào giữa các vị Ni Gan Tha. Và lại nữa, này các tỳ kheo, ta nói với các vị Ni Gan Tha ấy như sau. Chư hiền Ni Gan Tha, các ông nghĩ thế nào? Khi các ông tha thiết tinh tấn, tha thiết tinh cần, khi ấy, có phải các ông thọ lãnh những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ? Còn trong khi các ông không tha thiết tinh tấn, không tha thiết tinh cần, khi ấy có phải các ông là thọ lãnh những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ? Thưa hiền giả Gotama, khi chúng tôi tha thiết tinh tấn, tha thiết tinh cần, khi ấy chúng tôi thọ lãnh những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ. Còn trong khi chúng tôi không tha thiết tinh tấn, không thiết tinh cần, khi ấy chúng tôi không thọ lãnh những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ. Như vậy, này chư hiền Ni Gan Tha, khi các ông tha thiết tinh tấn, tha thiết tinh tấn, chúng, khi ấy các ông thọ lãnh những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ. Còn trong khi các ông không tha thiết tinh tấn, không tha thiết tinh cần, khi ấy các ông không thọ lãnh những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ. Sự tình là như vậy, thời thật là hợp lý khi các tôn giả Ni Gan Tha trả lời: phàm cảm giác gì con người này lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ, bất lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ. Với sự đốt cháy, đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt, do nghiệp được đoạn diệt, khổ được đoạn diệt, do khổ đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt, do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ sẽ được diệt tận. Này chư hiền Ni Gan Tha, nếu trong khi các ông tha thiết tinh tấn, tha thiết tinh cần, khi ấy các cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ được tồn tại. Còn trong khi các ông không tha thiết tinh tấn, không tha thiết tinh cần, khi ấy các cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ cũng được tồn tại. Sự tình là như vậy, thời thật là hợp lý khi các tôn giả Ni Gan Tha trả lời: phàm cảm giác gì con người này lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ, bất lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ, với sự đốt cháy, đoạn diệt các nghiệp quá khứ như trên, vân vân, tất cả khổ được diệt tận. Và vì rằng chư hiền Ni Gan Tha, trong khi các ông tha thiết tinh tấn, tha thiết tinh cần, khi ấy các ông lãnh thọ những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ. Còn trong khi các ông không tha thiết tinh tấn, không tha thiết tinh cần, khi ấy các ông không lãnh thọ những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ. Như vậy, thật chính các ông trong khi lãnh thọ những cảm giác khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ, tự bị lừa dối bởi vô minh, ví, ngu muội. Khi các ông nói: phàm cảm giác gì con người lành lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ
hay bất khổ bất lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ. Với sự đốt cháy, đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo tác các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt. Do nghiệp được đoạn diệt, khổ được đoạn diệt. Do khổ được đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt. Do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ sẽ được diệt tận. 490. Không thể quan niệm giáo thuyết thiền định quá tổng quát. Có nhiều nguyên nhân bắt nguồn từ kiếp quá khứ, nhưng không phải tất cả đều do nghiệp từ kiếp quá khứ. Kinh văn: Này các tỷ kheo, nói như vậy, ta không thấy một câu trả lời hợp lý nào giữa các vị Ni Gan Tha. Và lại nữa, này các tỷ kheo, ta nói với các vị Ni Gan Tha ấy như sau: Chư hiền Ni Gan Tha, các ông nghĩ thế nào? Có thể được chăng mong rằng nghiệp được thọ quả hiện tại này do tinh tấn hay do tinh cần có thể khiến được thọ quả tương lai? Thưa không vậy, hiền giả. Có thể được chăng mong rằng nghiệp được thọ quả tương lai này do tinh tấn hay do tinh cần có thể khiến được thọ quả hiện tại? Thưa không vậy, hiền giả. Chư hiền Ni Gan Tha, các ông nghĩ thế nào? Có thể được chăng mong rằng nghiệp được lãnh thọ này do tinh tấn hay tinh cần có thể được lãnh khổ thọ? Thưa không vậy, hiền giả. Có thể được chăng mong rằng nghiệp được lãnh khổ thọ này do tinh tấn hay tinh cần có thể được lãnh lạc thọ? Thưa không vậy, hiền giả. Chư hiền Ni Gan Tha, các ông nghĩ thế nào? Có thể được chăng mong rằng nghiệp mà quả lãnh thọ đã được thuần thục này do tinh tấn hay tinh cần có thể trở thành không thuần thục? Thưa không vậy, hiền giả. Có thể được chăng mong rằng nghiệp mà quả lãnh thọ chưa được thuần thục này do tinh tấn hay tinh cần có thể trở thành thuần thục? Thưa không vậy, hiền giả. Chư hiền giả Ni Gan Tha, các ông nghĩ thế nào? Có thể được chăng mong rằng nghiệp đa sở thọ này do tinh tấn hay tinh cần trở thành thiểu sở thọ? Thưa không vậy, hiền giả. Có thể nói được chăng mong rằng nghiệp thiểu sở thọ này do tinh tấn hay do tinh cần trở thành đã sở thọ? Thưa không vậy, hiền giả. Chư hiền Ni Gan Tha, các ông nghĩ thế nào? Có thể được chăng mong rằng có sở thọ này do tinh tấn hay tinh cần trở thành nghiệp không có sở thọ? Thưa không vậy, hiền giả. Có thể được chăng mong rằng nghiệp không có sở thọ này do tinh tấn hay tinh cần trở thành nghiệp có sở thọ? Thưa không vậy, hiền giả. Như vậy, này chư hiền Ni Gan Tha, không thể được mong rằng nghiệp được quả thọ hiện tại này do tinh tấn hay tinh cần trở thành nghiệp được thọ quả tương lai. Không thể được mong rằng nghiệp được thọ quả tương lai này do tinh tấn hay do tinh cần trở thành nghiệp được thọ quả hiện tại. Không thể được mong rằng nghiệp được lãnh lạc thọ này do tinh tấn hay tinh cần trở thành nghiệp được lãnh khổ thọ. Không thể được mong rằng nghiệp được lãnh khổ thọ này do tinh tấn hay tinh cần trở thành nghiệp được lãnh lạc thọ. Không thể được mong rằng nghiệp mà quả lãnh thọ đã được thành thục này do tinh tấn hay tinh cần có thể trở thành không thành thục. Không thể được mong rằng nghiệp quả lãnh thọ không thành thành thục này do tinh tấn hay tinh cần có thể thành thành thục. Không thể được mong rằng nghiệp đa sở thọ này do tinh tấn hay tinh cần trở thành thiểu sở thọ. Không thể được mong rằng nghiệp thiểu sở thọ này do tinh tấn hay tinh cần trở thành đa sở thọ. Không thể được mong rằng nghiệp không có sở thọ này do tinh tấn hay tinh cần trở thành có sở thọ. Không thể được mong rằng nghiệp có sở thọ này do tinh tấn hay tinh cần trở thành không có sở thọ. Sự tình là như vậy, thời sự tinh tấn của các tôn giả Ni Gan Tha là không có kết quả, sự tinh cần của họ là không có kết quả.
Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích tỳ kheo giác đẳng. Dạ thưa, phần nội dung chánh kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng rộng rãi ý nghĩa nội dung bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham A Giá, Nam mô Sang Kha Di. Dạ thưa đại chúng được nghe rõ. Dạ cảm ơn trần đạo cùng đại chúng. Chúng có kính lễ đến Đức Phật chính pháp và chúng tăng. Kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, thần tổ chức đảng, thần tổ pháp tân, thần tổ minh hạnh đại đức tự tri, sư nguyên thông cùng chư tăng đang hiện giả diện thân chào đến quý tu người cùng chư Phật tử và sư tổ đạo vào thời gian. A Di Đà Phật, Sam Bụt Tho Phật Ca Wa Bụt Tăng Phật Ca Wa Tăng A Di Đà Ni Mi Sô Ca Tu Phật Ca Wa Ta Tham Mô Tham Mang Nam Ma Sa Mi Sư Bất Di Ban Đô Phật Ca Wa Tu Sa Bất Sang Khô Sang Khang Nam Ma Mỹ Chúng Đệ Tử Sinh Nhân Tịnh Thân Cầu Nguyện Tán Dương Hình Đức Tam Bảo Là Phật Bảo và Pháp Bảo Tăng Bảo Nguyện Nhờ Vô Lực Tam Bảo Hành Giáo Hộ Đến Sư Tôn Đức Tăng Quý Tu Nữ Cùng Chư Phật Tử Luôn Được An Lạc Trong Danh Pháp Nam Mô Bụt Tha Giá. Để kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, có thể nói rằng cái bài kinh cũng rất là dài mà Đức Phật chất vấn đối với các thầy tỳ kheo, báo cho trước lại cho các thầy tỳ kheo nói về cái sự chất vấn của ngài với các ngoại đạo Ni Gan Đá. Thì một cái bài kinh Đức Quan Đá Há Sú Tá này nó rất là dài, cũng để mục đích cũng như là ở đây khẳng định trên cái quan điểm của Đức Phật và các chủ thuyết khác rất là khác. Thì Đức Quan Đà Há này thì như là một cái tên của một thị trấn trong một vương quốc mà trong kinh văn giải tức là được họ Sắc Cá. Ngài nói đến cái sự hành trì, cái sự hiểu biết, mọi người phải hiểu biết một cách vững chắc đúng đắn chứ không phải dựa trên cái cuộc đời mà nói. Thường thì có người dựa trên cái thuyết định mệnh như tất cả chúng ta cũng thường nói như thế. Những người Phật tử quy y Tam Bảo lâu năm lâu ngày, người hỏi gì chứ đôi dép nó có số, một người mình cũng có số đúng không, thì thường người ta sẽ đáp đồng đúng. Nếu như người đó không có chưa hiểu biết được hiểu cái nhân quả một cách căn cả, một cách tốt đẹp. Và đúng như vậy, tôi đã có cái sự khẳng định như thế này và sơ lược của cái bài kinh đó, tức là từ đó đã hiểu đến là tức là ngay cả giới chư tăng Phật tử, nếu chư tăng không được học hiểu không biết một cách vững chắc thì cũng tin rằng như là một cái thuyết tiền định, cái nghiệp tiền định, chủ thuyết tiền định đã có mặt và xuất hiện và nó diễn biến như thế. Nếu chúng ta không có sự thọ trì một cách vững chắc từ cơ sở Phật pháp, bởi vì sao vậy? Bởi vì luôn luôn chúng ta than trời trách đất, cho rằng tôi làm đời trước tôi làm cái điều này, tôi làm cái điều kia, cho nên bây giờ tôi mới bị thế này thế nọ, hay là cái số của tôi như thế rồi thì không thể nào đổi, không thể nào thay nữa. Có người suốt đời người ta bị nghèo, đó là cái số mà người ta nghèo, người ta nghèo. Cái số người ta giàu thì suốt đời dù làm như thế nào người ta cũng sẽ giàu hết. Thì cái điều đó người ta cho như là một lời khẳng định khi người ta đã cố hết sức mình. Thì ở đây Đức Phật ngài không có chấp nhận trên cái tiết tiền định quá khứ hiện là những cảm thọ thuộc về khổ lạc, bất khổ bất lạc, vân vân. Cảm thọ mà thuộc về quá khứ đó nó đều do cái hành động quá khứ. Cái này cũng rất là hay. Điều thứ nhất do cái nhân hiện tại cũng một phần có nó chứ. Thí dụ bây giờ nếu như mà mình nói rằng mình bệnh hoạn, do cái nghiệp tôi bệnh cho nên dễ, cho nên tôi bệnh. Nếu chúng ta không sống và không có cẩn thận, chúng ta sống không có một cái yếu tố cẩn thận tích cực, chúng ta bị bệnh. Bây giờ nếu như chúng ta cho rằng
nếu như cái số mệnh chúng ta khổ, chúng ta nghèo, chúng ta quá lười biếng, chúng ta không chuyên năng học hỏi, không chuyên năng làm việc, thì làm sao mà cái khổ đó, làm sao mà cái nghiệp tiền định nó làm sao cái nghiệp đó chấm dứt được? Bởi vì trong Pháp Cú Kinh đã nói mà, chúng ta nói nhớ Pháp Cú Kinh đã dạy một điều rất là tuyệt vời: ai dùng các hạnh lành để xóa mờ các ác nghiệp, chói sáng giữa đời này như trăng thốt mây che. Nếu chúng ta ác nghiệp của đời sống quá khứ, hiện tại này chúng ta biết tu, chúng ta biết tạo các công đức, thì nó cũng gia giảm, cũng gia giảm đấy chứ. Chúng tôi thường ví dụ như là một cái ly cà phê. Nếu một ly cà phê nó quá là đen, bây giờ chúng ta làm có một công đức chút đó, ý tích mà chúng ta nhỏ vô đó, chúng ta cho rằng mà tu chuyển nghiệp, mà tu như thế nào mới chuyển nghiệp kia, hay làm phước như thế nào nó mới vượt qua. Dạ. Thì thường thì chúng ta cứ cho rằng ông trời hay hoặc là số phận của chúng ta là như thế, ông trời ổng đã định đặt chúng ta như vậy. Chẳng như những đức Phật bây giờ không có một thần linh thượng đế nào mà bất chấp quả, cũng có nghiệp tiền định nào mà nó đặt định cho ta là như thế. Đành rằng những hành động bất thiện mà chúng ta cảm thọ ngay trong hiện tại là do đời trước chúng ta làm, nhưng không phải là nó là như thế, nó giá trị tuyệt đối như thế. Nó về cái nghiệp quả thì nó bất khả kháng. Xin lỗi, nó nghiệp quả, nếu mà nói về nghiệp quả thì chúng ta không có thể một cách tức là nó định đặt được. Có những cái loại nghiệp nó nhất định, nó các pháp tà cho quả nhất định, hay các pháp chánh thì cho quả nhất định, thì cái điều đó mang cái giá trị tuyệt đối. Còn tất cả còn lại nó đều là di chuyển theo cái sở hành, theo cái tam nghiệp của chúng ta làm thôi. Cái tam nghiệp chúng ta làm, nếu chúng ta hiểu Phật pháp thì chúng ta mới thấy được cái giá trị này nó tuyệt vời như vậy. Bởi vì không phải chúng ta luôn luôn cái phước của mình đó, mình cứ nghĩ rằng là mình sống nhờ phước, mà mình không làm phước, mình không tạo phước, mình cứ chờ y như chờ xung đụng như không phải, mà là luôn hiểu biết Phật pháp thì phải để tự động và chúng ta hết khổ, và chúng ta phải tu tập để chúng ta mới chấm dứt khổ, chắc chúng ta mới chấm dứt khổ. Chứ không phải là cái, nếu như có một đoạn diệt như thế thì kính thưa quý vị, nếu mà khổ là các coi như là như chúng ta thấy những cái thuyết các chẳng hạn như là bất khổ, như là khổ lạc khổ, coi như họ như là lạc khổ, khổ thọ, lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ, bất lạc thọ, đều do nhân quá khứ với sự đốt cháy của nghiệp quá khứ hay không tạo tác các nghiệp mới sẽ không có diễn tiến, vân vân, hay các nghiệp tương lai do động diệt khổ, động diệt thọ, cho nên các cảm thọ sẽ được động diệt. Chúng ta nói sao xu chịu như vậy? Cái lý thuyết của Nikanta, Đức Phật khẳng định cảm giác gì con người lãnh thọ là khổ phi lạc đều do nhân các nghiệp quá khứ. Nhưng cái nghiệp quá khứ này nó có diễn tiến đến cái hiện tại, nó diễn tiến đến tương lai, mà chính cái diễn tiến, trong sự diễn tiến nó đều có một cái, nó đều có một cái, không phải tất cả nó là giá trị tuyệt đối như vậy. Mà chúng ta luôn luôn có một cái điều nói như thế này, nói như thế kia, bởi vì Đức Phật này chứng minh cho người Kinh Thác, các ông có biết được quá khứ các ông là như thế nào không? Rồi các ông nói như thế này, các ông tu hoàn toàn như này, tu tập như thế kia, để mà đoạn diệt hoàn toàn, các ông không biết quá khứ là cái gì hết, mà các ông lại nói về quá khứ, cảm giác khổ lạc, phi khổ phi lạc về quá khứ, hay quá khứ các ông được cảm thọ lạc như thế này như thế nọ ở trong quá khứ, các ông cũng không có nắm rõ, nhưng mà các ông lại nói về cảm giác của lạc thọ, các của các cảm thọ nói về cái nghiệp của quá khứ, thì nói như vậy là không có được. Mà thường thì tất cả chúng ta đó, chúng ta bị một cái mệt mỏi khốn cùng, chúng ta cố gắng mà chúng ta không vượt qua được, thì xem chừng cố gắng này
chúng ta cũng phải phải nói nó cố gắng như thế nào, cũng phải tùy cái duyên, tùy cái sự phù hợp. Chúng tôi ví dụ chẳng hạn như bây giờ một người mà có cái sự cố gắng cực lực làm việc, nhưng nó nhầm ngay cái thời mùa vụ và cái nghiệp quả nó đang đeo đến tất cả chúng sinh. Chúng tôi chẳng hạn như cái dịch Covid này đi, vì chúng ta có cố gắng làm như thế nào nhưng cái bệnh dịch nó lây lan thì kinh tế nó chậm lại, ví dụ như vậy. Bây giờ chúng ta nói rằng chúng ta đã cố gắng hết rồi, tại cái số tôi nó nghèo cho nên nó bị bệnh như thế này, nó bị tai ương gì tải như thế kia, nó không có chấp nhận. Chúng ta cố gắng nhưng cái thuận nó thuận duyên và nó nghịch duyên. Trong sự cố gắng đó nữa thì trong sự cố gắng đó nó còn cái giá trị của nghịch, của thuận, của cái duyên nó hiện thực kia. Cho nên vì vậy khi chúng ta biết ngay cả trong hiện tại này mà còn chưa biết được thực tế, mà chưa biết được ngay trong hiện tại mà mình còn nói về cái quá khứ, mà đây là một điều rất tuyệt vời. Cái tập của mình đó, cái chuyện của mình đó, mình lo chưa xong mình lại lo cái chuyện của người ta. Cái duyên nghiệp của mình, chính mình chưa cảm thọ được ngay trong hiện tại này, mà mình nghĩ rằng ở quá khứ mình sẽ biết, mình sẽ hiểu như thế này thế nọ, đâu có được. Không thể nào tự nhiên người ta bị vậy. Cái đây cái tình huống này. Mình tình huống này chứ mình nói vậy là cũng dễ bị ăn đòn. Thí dụ người ta đang bị một cái tai nạn gì, tai ương gì, đưa đến bệnh tật, đưa đến khổ đau, hay ngay cả đưa đến chết. Mà chúng ta nói rằng chúng ta phân tích do cái nghiệp quá khứ của người này làm như thế này, làm như thế nọ, thì cái đó chúng ta cũng nói cũng đã là nó không có chuẩn xác tới cái tinh thần Phật pháp. Thành ra họ bị như vậy là do cái nghiệp quả quá khứ của họ, chính họ. Nhưng cái nghiệp quả quá khứ của chính họ chúng ta không có đủ khả năng để biết, thì chúng ta đừng nói. Mà có rất nhiều người hay coi như là người ta bị như vậy, coi như là chuyện người thì mình tỏ ra mình sáng, nhưng sự thật ra mình không biết gì hết trơn. Của người ta cái chuyện của người ta tất cả thì chúng ta chỉ biết rằng đó là do họ bị cái nghiệp duyên của chính họ là hết rồi. Chúng ta đừng phân tích rộng nữa về cái nghiệp đó, bởi vì chúng ta thật sự không hiểu. Mà lúc đó chúng ta tưởng chúng ta hiểu. Thí dụ như bây giờ chúng ta thấy, ví dụ giờ nó chết chồng, chết rất nhiều người. Cái này là do cộng nghiệp nè, do đời trước coi như là cùng nhau vui cười cái chuyện đá cá đá gà nè, vân vân. Không, từ hồi xưa làm ác chắc vui cười trên cái sự đau khổ của người, vân vân. Thì nó có nhiều cái nguyên nhân yếu tố để cộng nghiệp lại, để mà nó bị cái tình huống đó. Mà tình huống này chỉ có khả năng của Phật toàn giác mới biết được. Khả năng của Phật toàn giác mới biết được, mới định vị quá khứ hiện tại vị lai, cái Phật tuệ của chính Ngài. Nhiều lần các vị thinh văn, các cái sau ca thưởng thủ thinh văn như Ngài là Xá Lợi Phất Thầy Bồ Kiền Liên, hay là Ngài Kassapa, nhiều lần, chỉ có một lần Ngài Kassapa Ngài đứng nhờ quán về cộng quả. Đức Phật đi đến, đây không phải việc làm của Kassapa, đây không phải việc làm của Ngài Xá Lợi Phất Thầy. Thì ở đó như thế nào? Cái này là lĩnh vực của các bậc toàn giác mới biết được. Thì kính thưa quý vị, chúng ta luôn luôn chạy, mọi người chúng ta muốn, chúng ta tập tìm theo những cái gì mà chúng ta cho là được, nhưng quả thật cái nhìn của chúng ta rất là hạn hẹp. Chúng ta như là một kẻ thơ với nhiều cái hoài bão, với nhiều cái mong muốn. Chúng ta đi vào đời, những cái đời này nó trùng trùng điệp điệp cạm bẫy và khổ đau, mà chúng ta bằng cái tâm nhiệt huyết của một người trẻ lao vào, cứ lao vào, và càng lao vào thì càng khổ nhiều thôi. Như thế chúng ta chưa có trải nghiệm được
cái điều nó như không ý mình muốn, cái điều đó nó sai, mà chúng ta thấy người ta vẫn nhở nhở trước mặt, cái điều đó là đúng mà người ta che giấu vân vân, thì chúng ta gặp những cái điều hết sức là bất lợi. Chứ không phải là chúng ta nghiệp quả mà nó hiện hiện đúng, cái nghiệp quả nó rất công bằng cho từng cá thể của mọi người. Nhưng tất cả chúng ta không thể nào mà suy diễn được quá khứ, hiện tại, vị lai nó sẽ như thế nào được. Thì chúng ta suy nghĩ ở tương lai, nếu như cho quá khứ chúng ta làm cái việc ác, bây giờ chúng ta cảm thọ khổ. Quá khứ chúng ta làm được cái việc lành, bây giờ chúng ta cảm thọ lạc. Như thế là tốt. Và chúng ta mong rằng chúng ta muốn biết được, để cho tôi mình được tốt đẹp, thì chúng ta phải năng lánh xa điều ác, thực hiện các điều lành, thì tương lai chúng ta được tốt đẹp. Còn nếu như mà chúng ta làm điều ác, ít làm điều lành, thì chắc chắn chúng ta tương lai phải còn đau là như thế. Mà vì vậy cho nên cũng không cần cầu, không cần phải nguyện. Cầu phải nguyện, nguyện cầu như thế này, nguyện cầu như thế kia. Chúng ta ước nguyện cầu, chúng ta phải làm. Chứ chúng ta làm rồi chúng ta mới cầu, chứ không phải chúng ta đứng đó. Chúng ta hay chúng ta làm có một chút xíu mà chúng ta đòi hỏi quá nhiều, thì điều này cũng sẽ không thành tựu. Quả thật người ta nói rằng ở bên Digata cho rằng, ở Digata cho rằng trong quá khứ hiện tại, nghiệp quá khứ nghiệp hiện tại, vì lai gì đó ở mức độ như thế này thế kia, nhưng khi mà dùng cái gì, dùng cái khổ hạnh, thì nó sẽ chấm dứt các cảm thọ đó, nó sẽ đoạn diệt, đoạn diệt các cảm thọ với cái nghiệp quá khứ đốt cháy, đoạn diệt các nghiệp quá khứ, không tạo tác các nghiệp mới, không sẽ không có diễn tiến đến tương lai, không có diễn tiến đến lai, nghiệp được đoạn diệt, chân nghiệp được đoạn diệt, khổ diệt, do khổ diệt cho nên cảm thọ được đoạn diệt, và đoạn diệt tất cả sẽ được đạt đoạn diệt. Thì người ta cứ nghĩ rằng cũng như mà lấy độc mà trị độc khổ thì lại càng khổ hơn, thì nó sẽ đoạn diệt tận. Nhưng quả thật cái điều này không là hợp lý. Đức Phật thì không chấp nhận cái chuyện đó. Bởi vì quá khứ, hiện tại, vị lai này, tất cả chúng ta chưa thật sự, ngay cái việc mà thực hành cái việc mà khổ hạnh ngay trong hiện tại, chứ cũng không có hiểu biết một cách hoàn toàn. Chính là họ hại cho họ cảm thọ khổ ngay trong hiện tại một cách khốc liệt, một cách đau đớn của thân xác này. Nó thống khổ, họ không có tu tập, họ không thành tựu, không tu tập các thiện pháp, hay thành tựu các thiện pháp. Bởi họ, ngay trong hiện tại này, họ không thành tựu, họ không làm các thiện sự thiện pháp, thì hỏi tương lai, họ chỉ nghĩ rằng, họ chỉ chịu khổ như vậy là đủ rồi, họ chỉ chịu khổ nhưng họ không làm, chính là họ đưa cái khổ hạnh nó lên, đúng như cũng như là khóc, liệt khóc, khổ tật, cũng như là tan khóc giờ chứ khóc thiệt luôn. Quý vị biết lúc mà Bồ Tát Siddhartha ngồi thiền ở dưới cội Bồ Đề đó, quý vị biết ngồi để hành khổ hạnh đó, tận cùng có thể xưa nay ít có người mà thừa thực hiện cái khổ hạnh như thế, cho nên chỉ còn da bọc xương, cái xương trước xương sau gì nó chỉ có lớp da, chỉ cách lớp da thôi. Thì chúng ta biết ốm đói, ốm tông, ốm teo, có như là nó đe tu thay thảm, không còn cái gì để sống hết trơn. Từ lúc đó, ngày mới bỏ cái khổ hạnh này, và ngày đi về con đường trung đạo. Cho nên các vị Bà La Môn, Nigantha, hay là các du sĩ ngoại đạo, Tathāgata, mà chúng ta nghe nhiều trong đoạn kinh, trong các cái giáo phái, họ luôn luôn nêu cái cảm thọ, cái sự tu khổ hạnh, nó là một cái điều mà như thế. Chẳng hạn như vậy, họ ngồi giữa nắng, họ ngồi giữa chảo nóng thật nóng để hành hạ cái xác thân này, hay hoặc là trời thật là lạnh, họ đi phải thăm mình ở sông Hằng để lạnh thật lạnh, vân vân. Rồi họ khắc chế, họ cho rằng họ khổ hạnh như vậy để dừng dục, họ khổ hạnh như vậy để khắc dục, họ khổ hạnh như vậy mới là tìm về cái thể nhập, cái thể tánh của các bậc cư như là giác ngộ vân vân. Họ cho phải tìm về một cái cảm giác
đau khổ tận cùng. Thì khi mà đau khổ tận cùng thấu xương thì họ sẽ bắt gặp được chân lý, thì Đức Phật không có nhận cái giá trị đó. Bởi vì chính như họ chỉ làm chính cái khổ thọ của họ, lấy cái khổ thọ đi vì cái khổ thọ không thể nào được. Và ở đây chính Đức Phật này hết sức là đưa ra nhiều cái lý hết sức là chặt chẽ. Như chúng ta biết có ví dụ, ngày ví dụ hẳn thôi rằng nếu mà cho rằng mình có cái tri kiến cái tốt đẹp, cái tri kiến này tri kiến nọ thì đó tất cả là cái điều sai lệch. Như một cái người mà bị thương, vết thương mổ xẻ mà được băng bó, mà được nó lành cái vết thương thì cái đó nó như thế nào đó thì chúng ta cái tu viện chúng ta lại quên đi, chúng ta không nhớ về tiền thân nữa. Luôn luôn chấp thủ, luôn luôn giữ gìn cái của quá khứ, nắm giữ cái của hiện tại, bắt cảnh của quá khứ và ước cảnh, ước vọng cảnh của tương lai nó như thế này, nó như thế nọ. Nhưng họ không có, họ không có thực hiện các thiện sự, không thực hiện các thiện pháp để ngay trong, để thành tựu các cái thiện pháp đó, nhờ các thiện pháp đó nó mới ở trong tương lai nó mới được tốt đẹp. Họ không làm để thực hiện cái đó thắng, chứ họ không làm. Mà chính vì họ không hiểu biết cái quá khứ, cái hiện tại nó dựa trên cái gì, nó dựa trên một tri kiến đúng đắn mà Đức Phật đưa lên năm cái cơ sở mà chúng ta được nghe đó. Thì năm cái cơ sở đó chính là ngày, chính ngày là bậc toàn tri toàn kiến, tự xưng có tri kiến toàn diện, dù có đi có đứng có ngủ có ngồi như thế nào thì cái người tỉnh giác như Phật hiểu biết một cách rõ ràng. Và chính vì hiểu biết một cách rõ ràng cho nên ngày đi ngược cái sự hiểu biết thường tình của Nigata Nathabuta này, nó khác lắm. Đó chính là nếu như mình có cái năm cái mình tính hỷ tùy văn thẩm định kham nhẫn, thì năm pháp này ngay trong hiện tại thì nó có quả báo. Và đây gọi là hai quả báo. Mà nếu như các ông mà có cái lòng tin trong quá khứ các vị đạo sư tùy văn và thẩm định lý do thế nào là sự cảm nhận chấp thọ tà kiến, đó là sự tà kiến của các vị đó, chúng ta không có sự y cứ thẳng hồi, mà chúng ta chỉ y cứ trên trên cái những gì mà của người xưa để lại. Và chính người xưa để lại đó mình mới tha thiết, mình mới tinh cần, mình mới vâng theo vậy mà thực hành. Và chính vì cái sự thực hành như vậy đó, cái sự kham nhẫn, một sự tà kiến khốc liệt như vậy đó, chỉ nghe lời thôi mà bá biết bao nhiêu là sự đau đớn. Và chính cái sự đau đớn đó thì họ nói rằng như hồi nãy đã nói, lấy cái khổ tột cùng để mà tu tập như thế thì không được kết quả gì cả. Và điều này Đức Phật này cũng đã nói, đã khẳng định. Có thể nói rằng tất cả nếu như mà dựa trên cái năm cái điều mà được để lại đó mà các vị đó thọ trì thì làm cho thân xác chỉ đau khổ. Thọ trì những gì mà đời trước những đạo sư của họ để lại, họ trụ trì như thế có thể nói rằng tất cả những chuyện mà chúng ta có mặt ở trong hiện tại này nó đều là nó tương quan tương duyên ở trong quá khứ. Đúng như vậy, nhưng quả thật có những chuyện không phải vô quá khứ. Như là chúng tôi nói đó, bây giờ con người mình có cái tích cực để học hành, tích cực để tu tập,
tích cực để tránh né, tích cực để kham nhẫn, tích cực để phòng ngộ, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không bị nhiều cái đau khổ, hay là chúng ta sẽ không đến nỗi phải khổ khổ đau nhiều. Bây giờ một con người họ biết họ dở, họ biết họ yếu, họ nhục, họ cố gắng chuyên cần tinh tấn để vượt qua thì được. Họ biết họ nghiệp dày và phước mẫu, mà cố gắng họ tu, họ tôn tạo. Còn một số người đó là do không biết gì hết mà cứ làm, thì kính thưa quý vị, rất là tội lỗi, rất là khổ sở cho chính họ, chứ không có được kết quả gì cả. Bởi vì không phải tất cả cái gì cũng do cái quá khứ hết. Chúng ta nói như vậy thì chính đã tự đánh mất đi một cái giá trị tích cực ngay trong hiện kiếp này, và điều này Đức Phật không chấp nhận. Ngài có thể ngài khuyến khích cái sự tinh cần, là cái sự thọ trì hay cái sự cực lực tốt đẹp ngay trong hiện kiếp này, để chúng ta có một cái hiểu biết, có một cái sự tu tập tốt đẹp được. Chứ còn không thể nào mà cứ đổ thừa hoàn cảnh, là tôi, tại tôi như thế này, tại tôi như thế kia, tại cái số tôi như thế này, cái số tôi như thế nào, thì tâm phàm phu của chúng sinh đã ngủ quên, đã nằm quên trên một cái sự ỷ lại, tới cái sự đổ thừa tại vì. Cho nên tại như thế, vì như thế cho nên tôi phải làm như vậy. Cái điều này hết sức là tệ hại, hết sức là thiếu cái tốt đẹp. Và tất cả chúng ta phải nhớ cái sự tu tập nó rất là quan trọng, nó quan trọng ở cái chỗ là tự thân của mình phải vượt qua, phải cố gắng, chứ không có phải dựa ý cứ. Bởi vì trong cái phẩm tự ngã đó, Đức Phật dạy được chiều chúng ta phải tự mình thắp đuốc lên mà đi. Atayetanonatokoinatoparosia là như vậy, để cải đổi cho chính mình, để tu tập cho chính mình, chứ không thể đổ thừa, không thể giao cho nghiệp quả xử lý mình được, mà chính chúng ta bằng một khả năng tích cực. Nếu như chúng ta thiếu phước thì chúng ta cần phải tạo phước, chúng ta thiếu phước Phật thì chúng ta càng tốt để tạo phước Phật, để chúng ta thiếu phước đức thì chúng ta cố gắng tạo phước đức, nếu chúng ta tốt thiếu phước ký thì chúng ta càng tạo phước ký. Tôi học tôn hiểu gì hết trơn, học giáo lý tôn hiểu, nghe pháp tôn hiểu gì hết trơn, cho nên thôi tôi không thèm nghe, cho tôi không thèm học, thì đã ngu, đã khổ, lại càng đã kém, lại càng kém hơn, đã khổ lại càng khổ hơn. Và tất cả mọi điều mọi chuyện không phải là cái điều mà chúng ta đổ thừa hoàn cảnh, đổ thừa điều kiện như thế tại vì và cho là nó là như thế. Thì đây là con người, đây là sở văn sở kiến bình thường tầm thường của chúng ta như thế. Còn đặc biệt nếu như chúng ta có một cái nhìn tích cực hơn thì chúng ta sẽ được tốt đẹp. Còn nếu như chúng ta buông xuôi theo cái mình đang cảm thọ như vậy thì tự chúng ta đã đứng lại. Dạ. Thì kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, bởi vì cũng nói đôi điều xuyên qua cái nghiệp quả, cái duyên tiền định là chúng ta không thể chấp nhận được, cũng như là chúng ta cũng không có đổ thừa hoàn cảnh tích cực. Chúng ta đổ hoàn cảnh mà chúng ta tiêu cực, chúng ta bị mang đeo mà chúng ta cho lại như vậy được. Tất cả chúng ta cần có một cái giá trị tu tập tích cực để vượt qua, trước là an lạc trong hiện tại và nó sẽ được tốt đẹp ở tương lai. Giờ thì xin có đôi điều trình bày qua cái phần đoạn 485 tới 490 là như vậy. Chúng ta sẽ được nghe chư tôn đức tăng quý này thảo luận nhiều để mở ra những mặt mạch tốt đẹp ở trong cái ý nghĩa kinh này. Dạ, chúng con xin cập chứng nhất thời gian kính ở đây trước khi dịp lại bình yên Phật chúng ta được cài đến từ đại thiên vương các vị chư tăng chư thiên hộ trì ở chùa Quảng Nghiêm chùa Bửu Đức, mong tất cả được an lạc, được tấn hóa và mong cho tất cả chúng sinh ở nơi chùa cũng được yên vui và kính dân và cũng là đến chư tăng và dân đức chia đến toàn thể quý vị một chút quà chúc sức khỏe, chúng ta được an lạc, tấn hóa và hiểu được hiệu quả một cách đúng đắn, một cách tốt đẹp. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Nam Mô Giá, Nam mô Sư Thầy.
Sa thu kính chân Thượng tọa Tuệ Quyền, bạch Thượng tọa Tuệ Siêu, Thượng tọa Quan Hỷ, cho biết Thượng tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Tuệ Siêu nghe được, xin thỉnh Thượng tọa Quan Hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi Thượng tọa Tuệ Siêu, Thượng tọa có nghe được không? Thượng tọa Pháp Tân ơi, Thượng tọa có mặt ở trước máy và Thượng tọa Tân có nghe được không? Nếu Thượng tọa Pháp Tân đang ở trước máy, dạ thấy Thượng tọa Tuệ Siêu rồi. Mà Thượng tọa Tuệ Siêu, người Phật tử thì kể cả giới xuất gia và đặc biệt là ở Việt Nam, Phật tử Việt Nam thì phần đông là có nhiều khi mình hiểu lý nghiệp báo giống như thiết tiền định. Và có một câu nói mà trong sách Minh Tâm Bửu Giám mà hồi còn nhỏ, chúng ta cũng học với ông ngoại đó, mà thường nhắc đi nhắc lại cái câu mà dục tri tiền thế nhân kim sanh thọ giả thị, dục sinh lai thế quả kim sanh tác giả thị đó. Thì cái câu đó nó có gần với thiết định mệnh hơn là thiết tiền định nhất, cái câu với thiết tiền định hơn là lý nghiệp báo vậy không? Và câu đó nếu chúng ta nhìn trên cái góc nhìn của Phật pháp thì thế nào? Xin kính thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu Quan Hỷ giảng cho vài điểm về điều này. Kính bạch Thượng tọa, kính thưa quý Phật tử, hồi nhỏ đó, khi mà chúng ta đọc cái câu này trong Minh Tâm Bửu Giám thì chúng ta thấy cũng hay, nhưng mà bây giờ thì mình thấy rằng nó cũng còn nhiều cái điểm sơ hở. Nhưng mà nói chung chung để mà giáo dục đạo đức thì xài cũng được, chỉ có điều là bệnh viện thì thấy câu đó nó có cái tính giống như ở trong bài kinh Đề Hóa Đá này, các cái gần tháng nấu những cái cảm thọ khổ phi lạc ngay trong hiện tại đều là do nhân các nghiệp quá khứ. Như theo chúng tôi nghĩ đó, thì Minh Tâm Bửu Giám là một quyển sách đã xuất phát từ ở Trung Quốc. Do đó cho nên câu này thì tất nhiên là nó nghiêng hẳn về cái thuyết cái tiền định rồi. Còn nếu không thì họ chỉ nói một cách chung chung chứ họ không có biết sâu hơn. Nếu mà một người mà biết cái lý trị báo nhân quả
mà theo đa diện thì họ sẽ không có khẳng định cái câu nói đó, mà không có nói một cái câu có tính cách khẳng định như vậy. Trong cái câu này thì nó không có thực sự kết hợp với giáo lý tùy báo của Phật pháp, chỉ tạm xài trong một vài trường hợp. Thí dụ như ở trong kinh điển Phật pháp có những trường hợp mà một người họ bị cái tai họa như vậy đó, như một anh chị nam, một cận sự nam giàu lòng tin Phật pháp, anh ta đi đến chùa Chia Tô Quán Lá, suốt đêm ở lại đó để nghe Đức Phật thuyết pháp cho chúng tỳ kheo, và anh ta thọ giới trong ngày và đêm đó. Đến rạng sáng hôm sau đó, thì anh ta ra trước cửa chùa Chư Tôn á, chỗ cái hồ sen anh ta rửa. Thì lúc bấy giờ dân chúng họ rượt đuổi một tên trộm. Khi họ phát hiện nó đã lấy cắp ở trong nhà kia một số tiền bạc, và nó gối lại nó xách đi, người ta đuổi, thì tên trộm nó bị rượt đuổi nà. Lúc đó đi ngang cửa chùa Chư Tôn Quán Lá thì nó gặp có người ngồi ở bên bờ hồ, nó ném cái gối vàng bạc ở đó rồi nó lẩn trốn. Khi mà dân làng họ chạy đến, họ không nhìn thấy rõ mặt nhưng mà chỉ thấy một cái bóng đen và bên cạnh có một cái gối hành lý và gối vải, thì người ta dừng lại và người ta lấy cái gối vải đó, họ mở ra, họ phát hiện trong đó có nhiều vàng bạc châu báu. Và dân chúng họ kết tội anh ta là một tên trộm, đánh đập anh ta đến chết. Sáng hôm sau khi mà các vị tỳ kheo đi khất thực ra khỏi chùa, nhìn thấy chàng thanh niên đó để thì mới trở vào bạch với Đức Phật, và các vị tỳ kheo bày tỏ cái sự thương tiếc chàng thiện nam có niềm tin tinh tấn thực hành thiện pháp như vậy mà phải chết. Thì Đức Phật này nói rằng là: này chư tỳ kheo, cái chết đó nó không có xứng, nó không có xứng với cái cách sống hiện tại của anh ta, nhưng mà cái chết đó nó tương xứng với cái nghiệp của anh ta đã tạo trong quá khứ. Rồi theo lời yêu cầu của chư tỳ kheo, Đức Phật mới kể lại trong quá khứ tiền thân của anh chàng thiện nam này là một vị quan
có cái trọng trách là giữ ải. Và con đường đi ngang qua đó, đó có nhiều cái mối hiểm nguy, sơn tặc vân vân. Cho nên phải có một viên quan tài giỏi để mà đưa những người khách đi đường đó qua ải một cách an toàn. Thì không ngờ rằng buổi chiều hôm đó, đó có một chàng thanh niên trẻ đánh chiếc xe ngựa đi với một cái cô vợ trẻ đẹp. Thì cái vị quan này động lòng và đang thi công như vậy mà cướp vợ của người ta thì cũng kỳ, cho nên vị quan này mới lập cái mưu kế. Buổi tối anh ta, vị quan đó mới nói với mọi người là trời đã sập tối rồi, không có tiện đi qua ải giờ này, cho nên các ông hãy nghỉ lại ở trong cái doanh trại, rồi sáng sớm ta sẽ đưa qua. Thì đêm đó đó, ông quan ông mới cho người tâm phúc lẻn đem cái viên ngọc quý của anh ta bỏ vào chiếc xe của anh chàng thanh niên này. Đến sáng dậy khi mọi người sắp xếp hành lý và chuẩn bị đi qua ải, thì cái vị quan đó mới hô lên cho biết là đêm hôm có tên trộm đáng lẻn vào lấy viên ngọc của quan. Bây giờ mọi người phải chấp nhận cho lục soát, lục soát. Thì mọi người nào mà lục soát xong không thấy gì hết thì cho ra khỏi cửa thành. Nhưng mà đến chiếc xe của anh chàng thanh niên đó, thì của vợ chồng thanh niên đó đó, thì thấy có viên ngọc, tìm thấy trên xe, đem lại trình quan. Thì quan vu cho cái tội trộm và đem xử trảm chém chết tại chỗ. Rồi quan đó cướp lấy cái người vợ trẻ của chàng thanh niên này. Do cái ác nghiệp như vậy, người ta đó chết sanh xuống địa ngục, hết kiếp đó sanh xuống địa ngục. Khi trở lại là người đó thì trải qua rất nhiều kiếp sống, luôn luôn bị người ta vu oan là tên trộm, rồi người ta đánh chết. Cho nên cái câu mà nói muốn biết nhân ở quá khứ đã làm như thế nào, đã tạo nghiệp như thế nào, thì hãy nhìn ngay trong hiện tại mình thọ quả như ra sao. Thì câu đó họ nói như vậy thì cũng đúng chứ không phải không, nhưng mà không phải hoàn toàn là như vậy được. Không phải hoàn toàn như vậy, vì sao vậy? Bởi vì có những cảm thọ khổ vui ngay trong hiện tại này nó là quả báo của cái nghiệp ở trong quá khứ. Nhưng mà có những cảm thọ khổ vui ngay trong hiện tại đó, nó do cái sở hành ngay trong hiện tại này tạo ra, bằng cách gọi là bắt cực tục của Nisaya Pachaya, thường cận y duyên. Một người ngay trong hiện tại, dầu trong quá khứ họ không có tạo nghiệp, nhưng mà hiện tại họ sống
vì tham nên họ trộm cắp, hay vì sân mà họ giết người, họ phạm vào cái luật pháp của quốc độ và họ bị kết án, phải bị bỏ tù hay là bị xử tử. Hoặc là một người họ nặng về cái phiền não tham sân si, cho nên ngay trong hiện tại họ đau khổ, thì cái sự cảm thọ khổ đó nó không phải là do cái nghiệp quá khứ, mà do cái hành hiện tại, do cái phiền não hiện tại nó chi phối, nó tạo ra cái gọi là ảnh hưởng, là ảnh hưởng nó đưa đến những cái cảm thọ khổ. Chúng ta đi ra ngoài trời nắng mà không có che dù, không có đội nón, trời nắng nóng như vậy, về cái chiều lại chúng ta bị cảm, bị trúng nắng, thì cái sự trúng nắng đó, cái bị cảm thọ khổ do bệnh đó, không phải là do ân nghiệp ở quá khứ, mà là do ngay trong hiện tại mình bất cẩn, vân vân. Thì trong những trường hợp này nhé, chúng ta không thể kết luận rằng tất cả những cảm thọ vui khổ, vui khổ hay là không vui không khổ đều là do cái nghiệp ở quá khứ, do nhân nghiệp ở quá khứ mà tạo ra. Chúng ta không nên kết luận như vậy. Cho nên cái câu ở trong dục tri tiền thế nhân kim sanh thọ quả thị đó, thọ giả thị, thì cái câu đó nó chỉ đúng một phần thôi, chứ nó không phải hoàn. Thì cái câu đó nó chỉ đúng một phần thôi, chứ nó không phải hoàn toàn là nó kết hợp với giáo lý địa báo theo Phật pháp. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi. Bình thi tòa tự siêu xin thỉnh thiền tòa trả lời thêm một câu nữa rồi để thiền tòa đi nghỉ. Bình thi tòa tự siêu ở trong kinh nghiệp xứ, khi mà quán về quán thọ đó, thì chúng ta thấy rằng như là thọ khổ, thì nó có những chữ thọ mình gọi là samisang dukkha và asamisang dukkha. Thì cái samisang đó, ngài hòa thượng Minh Châu dịch là cảm thọ thuộc vật chất và cảm thọ không thuộc vật chất, rồi có người dịch là cảm thọ thế tục và cảm thọ do tu tập phạm hạnh, thí dụ như vậy. Thì phải chăng khi mà đề cập đến hai cảm thọ này thì cho thấy rằng trong Phật học không phải tất cả cảm thọ đều là do quá khứ, do đời trước tạo nên, có phải như vậy không? Xin thì tôi quan hệ trở lại với câu thảo luận số 2 này. Anh đã vô phút thời vậy. Trước hết chúng ta cũng nên ghi nhận về từ ngữ chúc, cái thọ mà samisa vedana anna visa vedana, tức là thọ thuộc về vật chất và thuộc và không thuộc vật chất. Thì thọ nào mà nó liên quan đến sắc thinh khí vị xúc
thì thọ đó thường vật chất, còn cái thọ nặng, cái cảm thọ nói chung đó, tức là cái cảm thọ dụng giới thuộc cái thọ vật chất, còn cái cảm thọ đấu đại đó, cảm thọ của thiền thì cảm thọ đó phi vật, gọi là không không vật chất, phi vật chất. Còn cái chữ gọi là cảm thọ thế tục thì cảm thọ thế tục ở đây gọi là gehasita vedana, thì cũng chỉ cho thọ mà nó liên quan đến cái hỷ tham về tính dục, hay là nó liên quan đến cái sự nhận biết về cảnh dục, sắc thân khí vị xúc, thì cái thọ mà liên quan đến thế tục đó, thọ thuộc về thế tục đó, nó thuộc về thọ liên quan vật chất. Còn những cái thọ mà do thiện chức, thọ đó là thọ phi vật chất, và thọ này do cái sự tu tập. Thì hai cái chữ đó thì nó đồng nghĩa, nhưng mà nó khác tên gọi thôi, có tên gọi. Ở đây chúng ta cũng nên lưu ý gì. Bây giờ trở lại vấn đề nhé. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta chưa có khẳng định được rằng cảm thọ mà thuộc về nghiệp xứ của thiền định đó là chúng ta chưa có khẳng định được, chưa có kết luận được rằng nghiệp đó là do tạo nên từ đời trước, hay là cảm thọ đó không do tạo nên từ đời trước, chúng ta chưa khẳng định được. Bởi vì sao? Vì ở đây đó, nếu mà thọ mà do cái sự tu tập đó, thì cái đó là chính xác, nó thuộc về ngay trong hiện tại, do mình tu tập nó ảnh hưởng, nó phát sinh đến cái thọ. Như trong tâm sơ thiền thì có tầm tứ hỷ lạc định, cái hỷ lạc đó đó lạc này xã này nó thuộc thọ phi vật chất, và thọ này do tu tập. Bởi vì thọ này không phải do cái nghiệp đời trước, nhưng mà cái thọ vị hành giả đang bị một cái cảm thọ thuộc về thân, thuộc về tâm, do thời tiết, do vật thực, hoặc là cảm thọ khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi đụng, những cái cảm thọ liên hệ vật chất đó, vị hành giả đều phải, cảm thọ đó sanh khởi, vị hành giả đều phải niệm, ghi nhận. Cái chuyện mà ghi nhận đó là một chuyện khác, còn cái chuyện mà cảm thọ liên hệ vật chất hay cảm thọ tiếp tục này thì nó có phần
là do nghiệp đời trước. Nghiệp đời trước tạo ác nghiệp hay là thiện nghiệp, cho nên ngay trong hiện tại người đó được cảm thọ lạc hoặc cảm thọ khổ. Nhưng mà cảm thọ lạc, cảm thọ khổ nó phát sinh đến cho chúng sanh này, mà chúng sanh này đang là vị hành giả tu tập thiền quán, thọ quán niệm xứ, thì không cần biết là do cái nghiệp quá khứ hay không do nghiệp quá khứ, chỉ cần biết là có cảm thọ sanh khởi thì vị đó cứ là ghi nhận và chánh niệm thôi. Cho nên ở đây khi nãy chúng tôi có nói đến vấn đề trả lời trong cái câu 1, chúng tôi có nói thì ngay trong hiện tại không phải lúc nào cảm thọ khổ lạc ngay trong hiện tại cũng đều là do cái nghiệp của quá khứ, là bởi vì có những trường hợp là do Pa-yoga Vipatti hay Pa-yoga Sammati. Nếu Pa-yoga Sammati tức là cái sở hành tốt đẹp đó, thì nó sẽ đem đến, nó sẽ tạo ra cái cảm thọ lạc như một người tu thiền hay là giữ giới bố thí, rồi có cái sự hoan hỷ trong khi bị bố thí trì giới tu thiền của mình, thì như vậy cái đó gọi là Pa-yoga Sammati. Còn nếu như một người mà họ sát sanh, họ trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói đâm thọc, nói độc ác ngay trong hiện tại, rồi họ bị dằn vặt lương tâm, hoặc là họ bị người khác đánh đập hay mắng chửi, thì cảm thọ khổ đó nó là do cái Pa-yoga Vipatti, do sở hành của hiện tại thôi. Và như vậy thì cái việc mà tu tập cảm thọ trong thiền đó, thì chỉ có cảm thọ của thiền chứng sắc giới hay vô sắc giới, thì cảm thọ đó nó không có phải do cái nghiệp của quá khứ. Còn khi mà cảm thọ nó khởi lên và bị nó chánh niệm, chúng ta nhớ ở chỗ là thọ quá niệm xứ là cảm thọ có sanh lên, người hành giả ghi nhận. Cho nên cảm thọ có trước, chánh niệm có sau. Còn đối với thọ mà thuộc về thiền chứng, thì thọ này do vị đó đào tạo, vị đó luyện tập tu thiền chỉ thì chứng thiền, thì trong trường hợp đó hỷ lạc, lạc xuất phát này nó sinh khởi là do cái sự tu chứng, do cái sự tu tập và chứng đắc. Thì trong trường hợp đó là có cái sự chủ động, còn kia là bị động. Cảm thọ mình đang ngồi thiền mà bị mũi nó đốt đau nhức, thì cái cảm thọ đó mình không có, mình không có chủ động được, mình đang bị động. Nhưng mà vị hành giả đang bị động và cảm thọ sinh khởi thì vị đó cứ ghi nhận. Còn cái chuyện mà xác định là do hiện tại hay do quá khứ mà tạo nên cảm thọ này, thì cái đó hạ hồi phân giải, là sau khi mình xả thiền xong rồi đó, thì mình ngồi suy xét lại để mình biết. Mình ngồi mà bị mũi cắn đốt, hay là mình ngồi sai cái tư thế, cái chân nó bị chèn ép cho nên bị tê chân,
hay là bị đau nhất, thì cái này không phải do cái gì vân vân. Nhưng mà nếu như một người, một vị hành giả từ trong cuộc sống của họ trước khi tu tập và họ đã có nhiều cái chứng bệnh gọi là đa bệnh, và do đó cho nên bây giờ họ ráng tu tập để họ mong rằng cái công đức tu hành sẽ có thể làm cho họ được an vui, thì người đó có cảm thọ khổ do bệnh tật nó phát sinh trong lúc hành thiền, cảm thọ đó mới là do cái nghiệp ở quá khứ. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của chúng tôi chắc chắn. Câu hỏi số 2 như vậy, Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú cái chân thưa tòa tu sư, xin thỉnh thưa tòa tu sư đi nghỉ. Thưa tòa pháp tân ơi, thưa tòa có còn ở trước máy không? Nếu thưa tòa pháp tân đang ở trước máy, xin thưa tòa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 3. Thưa pháp tân, có câu nói rằng nếu mà tất cả là do định mệnh, do thiền định hay là do thượng đế an bài, tất cả đã quyết định rồi, thì nỗ lực hiện tại không có giá trị. Câu đó chúng ta nên hiểu thế nào? Xin kính thỉnh thưa tòa học sinh. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, dạ, Nam Mô Tham Mai, dạ, Nam Mô Sa Khai, dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Đến lễ thượng tọa tự siêu, thượng tọa giác đẳng, thượng tọa tự quyền, thượng tọa minh hạnh, tự tri sự thông cùng chư tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Thế cái câu hỏi rằng nếu mà tất cả đều là do định mệnh thì sự nỗ lực ở hiện tại không có giá trị. Con nghĩ rằng cái đời sống rõ ràng là chúng sinh còn luân hồi thì còn chịu tác của nghiệp rất là nhiều. Nó có thể nối liền trong cái đời sống luân hồi của mình. Có những nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, nghiệp lớn, nghiệp nhỏ thì nó đều có hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ rằng hay là tin rằng cái tất cả đều là do định mệnh, tức là cái gì đã được sắp đặt sẵn, sắp đặt sẵn từ một đấng sáng tạo nào đó, đấng tạo hóa nào đó, hay đấng có quyền năng nào đó để rồi định đặt cho mình một cái số mệnh. Số mệnh là như vậy. Thì rõ ràng đó là nếu mà định cho mình một cái số mệnh là khổ thì mình chẳng lẽ là mình phải khổ hoài, mình không có lúc sung sướng, rồi chẳng lẽ định mệnh cho mình cái sự sung sướng hoài, sự hạnh phúc hoài, mình không gặp đau khổ, thì điều này nó không có, nó không phải vậy. Bởi vì nếu mà mình nhìn kỹ ở dòng đời trong một kiếp người đó, thì nó cũng trải qua biết bao nhiêu cái thăng trầm, bao nhiêu cái thuận lợi, hạnh phúc, rồi cũng bao nhiêu cái đau khổ, trắc trở nó cũng diễn ra ở trong đời sống. Cho nên là nếu mà nói là định mệnh đó, thì rõ ràng là nó không phải như vậy. Bởi vì định mệnh thì nó không thể thay đổi. Nếu là sướng, hạnh phúc, thuận lợi, may mắn, hoặc là khổ, bất trắc, đau khổ, thì cái điều đó nó cũng không phải như vậy. Bởi vì cái sự tu tập của mình, nếu là cuộc đời thì chúng ta biết rằng có khi chúng ta tạo nghiệp thiện, có khi thì cũng tạo nghiệp bất thiện. Cái mặc dù là có khi đó mà mình hiểu rằng là mình biết tu đó, nhưng mà có những lúc mà mình dễ vui đó,
thì có khi thì mình cũng tạo cái nghiệp bất thiện từ ý hay là từ khẩu hay là từ thân. Nhưng mà nói như vậy đó thì ở đời đó thì chúng ta biết rằng cái việc tu tập chuyển hóa của mình rất là quan trọng. Bởi vì nếu mà một người mà định mệnh sống là không hạnh phúc, là đau khổ rồi có sửa đổi gì đó thì cũng không thể nào sửa đổi được. Còn thằng này là ở trong một hiện tại có những việc mình có thể chuyển hóa được. Chuyển hóa được. Bởi vì chính cái nghiệp xấu á, thì nó là cái sự cản trở làm cho mình thăng tiến nó khó, làm cho mình có được cái sự thăng tiến, có được cái sự hạnh phúc, có được sự hanh thông thì nó khó. Nhưng mà nếu như mà mình không nỗ lực á, thì có lẽ là mình buông xuôi luôn. Nếu chúng ta nói là định mệnh thì nó là phải nói rằng là cái nghiệp do chính mình tạo. Nhưng mà ở không phải là cái gì mà do mình tạo ở quá khứ thì điều hoàn toàn là ở trong hiện tại mình phải gánh lấy chính cái đó là cái nghiệp. Bởi vì mình chuyển hóa được, có thể chuyển hóa được. Ngoại trừ những cái việc nghiệp, những cái nghiệp nào nó thuộc về cố định thì có lẽ là mình cũng phải chịu thôi. Mà chịu như vậy, chấp nhận như vậy đó, không có nghĩa là định mệnh. Bởi vì nghiệp thì nó có thể thay đổi, nó có trắng, có đen, có tốt, có xấu. Nhưng mà định mệnh thì nó là như vậy rồi, nó không thay đổi. Có nghĩa là nó tốt, hoặc là nó tốt luôn, hay hoặc là nó xấu luôn. Như vậy thì nó không có đúng nghĩa ở đây. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà mình nỗ lực ở trong hiện tại một phần nó có thể thay đổi được, thay đổi được cái đời sống của mình. Trong kinh thì nói rằng một người trong bóng tối mà hướng đến ánh sáng, hoặc là ngoài ánh sáng mà hướng đến bóng tối, hoặc là từ trong bóng tối hướng tiếp bóng. Rồi có người thì từ ánh sáng lại tiếp tục có cái điều kiện thuận lợi để hướng đến ánh sáng. Mình có thể tạm gọi là cái người mà họ do cái chủng tử nghiệp của quá khứ nó không được tốt, cho nên họ ở trong một khoảng trong bóng tối. Nhưng mà họ cũng lực thì họ sanh, ví dụ như họ sanh trong một gia đình nhà nghèo, hay là sanh trong một gia đình không có danh giá, không có địa vị, hoặc là họ ở một cái địa phương nào đó họ không có cái điều kiện để tiến thân, nhưng mà họ cố gắng họ tiến thân bằng mọi cách, là họ học tập, rồi họ trau dồi, rồi họ tập những cái kiến thức để cuối cùng họ có đủ những cái kiến thức, có đủ cái năng lực để họ họ sống trong cuộc đời, họ tiến lên khỏi cái môi trường xấu đó. Đó là như vậy. Nhưng mà có người ngược lại thì họ trong cái môi trường tốt, nhưng mà rồi đó thì trong hoàn cảnh tốt, nhưng mà họ hướng đến những cái điều xấu, họ hành động xấu. Mình thấy là có nhiều khi có những người sanh trong một gia đình có quyền lực, có thế lực, rồi sanh trong gia đình cũng giàu sang, nhưng mà do tâm của họ hướng đến những điều xấu, tức là họ hành động xấu, hành động làm mất đi những cái nhân phẩm, rồi hành động thí dụ như mình thấy là xa vào những cái trụy lạc ở trong cái cuộc đời, trong xã hội, thì họ dù là như tốt, trong hoàn cảnh tốt, nhưng mà họ lại hướng đến điều xấu, thì điều đó nó cũng có. Cho nên con người mình nó có thể là chuyển hóa được, có những cái nghiệp mà không phải là nghiệp cố định thì mình có thể chuyển hóa. Và sự nỗ lực ở hiện tại đó giúp cho chúng ta có thể vượt qua những cái điều mà nó không được tốt. Vì vậy cho nên chúng tôi nghĩ rằng nếu mà nói nghiệp ở trong Phật giáo thì có những nghiệp thuộc quá khứ, nhưng mà có những cái nghiệp mà mở hiện tại mình tạo ra, do hiện tại mình có cái sự nỗ lực đó mình chuyển hóa được. Nhưng mà nếu mà mình có một cái điều kiện tốt, trong một môi trường tốt, nhưng mà rồi mình không có nỗ lực chuyển hóa thì
rốt cuộc lại mình cũng hướng đến những điều xấu, không có cái gì để mình phát triển. Và nếu như vậy thì cái đời tu tập của mình, chúng ta biết rằng cái sự tu tập của một người rất là quan trọng, cả tu tập trao dồi nói, hành động hoặc là suy nghĩ. Từ đó mình có thể là chuyển hóa được từ từ, từ từ, từ từ. Thì cái chuyển hóa đó là do cái hành động của mình, do cái nghiệp của mình. Mình có sự chuyển hóa, có sự nỗ lực. Nếu không có sự nỗ lực mình buông xuôi ấy, thì có lẽ là nó cũng phải chịu theo cái nghiệp gì, cái quả, cái nghiệp gì mà chúng ta đã tạo từ quá khứ. Rồi cái quả ở trong hiện tại nó có đủ cái điều kiện, đủ nguyên nhân thì nó cũng có thể thể trổ ra thôi. Cho nên là cái việc nỗ lực tu tập của một người từ cái việc trao dồi cho mình thì con nghĩ rằng cái việc đó rất là quan trọng. Và vì vậy cho nên là mình có thể chuyển hóa được trong cái đời sống tu tập của mình. Vì cái sự có sự chuyển hóa đó đó, cho nên là mới bắt đầu cuộc tu thì chúng ta chưa có thuần thục lắm, thì chúng ta chưa phải là cái người tốt hoàn toàn. Nhưng đến khi tu rồi thì chúng ta có chuyển hóa sửa đổi từ lời nói, từ hành động, từ suy nghĩ của mình, thì mình mới trở thành một cái người thiện, người tốt được, trở thành một người có đạo cao đức trọng được. Rồi có cái sự chuyển hóa đó thì mình mới có thể trở thành một bậc thánh được, từ một người phàm trở thành một người thánh, bậc thánh được. Thì con nghĩ rằng cái việc nỗ lực là quan trọng, nỗ lực hiện tại của mình là quan trọng. Bởi vì nếu chúng ta đều là cho rằng cái gì nó cũng định mệnh thì có lẽ là chúng ta chấp nhận buông xuôi, buông xuôi. Mà điều đó nó cũng không có mang tính tích cực gì ở trong cuộc đời này. Nếu mà mình chấp nhận buông xuôi thì không có tích cực được. Ngay cả những người ở trong những cái điều kiện tốt nhất nhưng họ chấp nhận buông xuôi thì chưa lại những cái điều kiện đó nó tốt hoài với họ đâu, tốt hoài với họ đâu. Còn cái người mà nó xấu họ chấp nhận buông xuôi cũng vậy thôi, họ cũng lầm lũi hoài đó, ở trong những cái bóng tối, ở trong những cái điều kiện không được tốt thì họ không có cái gì để vượt lên. Mà đạo Phật dạy người ta là phải chuyển hóa vượt lên từ cái người xấu, cái người không tốt và trở thành cái người tốt, người thiện. Từ cái người phàm phu mà đến cái bậc thánh nhân thì con nhờ cái sự chuyển hóa đó. Con xin có cái ý để chia sẻ cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Nếu có điều chi chưa đủ thì kính thỉnh Thượng Tọa bổ túc thêm. Sa thú kính trưng Thượng Tọa Pháp Thân. Thưa quý Phật tử, còn vài giây phút sau cùng của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn cùng quý vị ôn lại ý nghĩa của bài kinh này. Bởi vì ngày mai này chúng ta sẽ có đoạn số 2. Nếu chúng ta nắm vững ý nghĩa bài kinh đoạn số 1 đó, thì rất là dễ dàng để chúng ta bước qua phần số 2. Trước nhất chúng ta nên hiểu rằng ở trong bài kinh này Đức Phật có đề cập đến một cái cuộc đối thoại khi mà Đức Phật gặp các vị Nigantha. Nigantha đi tức là những vị tu sĩ theo đạo Chan. Đạo Chan là một trong những cái đạo có ảnh hưởng lớn tại Ấn Độ ngày hôm nay. Và cái vị giáo chủ đạo Chan là Mahavira, cũng là người đương thời của Đức Phật. Thì ở đây đó, những vị theo đạo Chan họ tin rằng cái hạnh phúc và đau khổ của con người là dựa trên cảm thọ. Dựa trên cảm thọ, tức là thọ khổ, thọ lạc, không khổ, không lạc. Về điểm này thì Đạo Phật nói rằng cảm thọ chỉ là một phần của cái gọi là hạnh phúc đau khổ. Và cảm thọ không phải là tất cả. Mặc dù người ta nói như vậy, gọi là ưu sợ. Và trong đạo Chan thì đó, thọ khổ là thọ khổ, thọ lạc là thọ lạc. Nhưng mà trong Đạo Phật có, trong Phật Pháp thì Đức Phật dạy rằng có những cái cảm thọ nó liên quan đến vật chất. Có những cảm thọ liên quan không liên quan vật chất. Có những cảm thọ liên quan đến thế tục. Những cảm thọ liên quan đến sự tu tập.
Ví dụ như là mình tu thiền, do mình tu thiền mình ngồi nó tê chân, nó đau, thì cái đó không có nên hiểu rằng cái cảm thọ nó giống như cảm thọ mình bị ong chích. Tại vì có những cảm thọ do sự tu tập, do sự lựa chọn của mình. Đó là cái nhìn của Phật. Và đại khái chúng ta tu đến các tầng thiền cao hơn đó, thì có những cảm thọ là do sự tu tập tạo nên trong hiện tại. Và đạo trên thì quan niệm rằng tất cả những cảm thọ khổ lạc, phi khổ phi lạc, bất khổ bất lạc đều là do nghiệp của quá khứ. Đã, tức là tất cả những gì mà chúng ta có trong hiện tại là do nghiệp quá khứ. Thì thưa quý vị, Phật Pháp dạy chúng ta rằng cuộc sống đó, nó là một sự trộn lẫn giữa quá khứ, hiện tại và kể cả tương lai nữa. Chúng tôi sẽ nói tại sao về tương lai mà chúng tôi nói là đối với Phật Pháp đó, Phật Pháp dạy chúng ta rằng ví dụ như mình sinh ra là người Việt Nam là do nghiệp quá khứ, ngoại hình là như vậy, cha mẹ là như vậy là do nghiệp quá khứ. Nhưng mà cái cuộc sống hiện tại quyết định chúng ta rất là nhiều. Thiết sáng hôm nay quý Phật tử vào room để nghe Pháp nó khác hơn là bị ngồi đọc email để nghe những chuyện thị phi, hay là buổi sáng sớm thức dậy quý vị cứ nằm ngủ gà ngủ gật, hay là ngủ say ở trong chăn mà không có thức dậy tụng kinh nghe Pháp. Dạ, thì có quá khứ nhưng cũng có hiện tại, và cuộc sống là một sự trộn lẫn giữa quá khứ, hiện tại và kể cả tương lai nữa. Cái tương lai đó, đạo Phật gọi là tiền sanh duyên. Ví dụ như là 10 ngày nữa ở chùa Pháp Luân có Tết Nguyên Đán, có tổ chức lễ Tết Nguyên Đán, thì hiện tại nay đó, ngày hôm nay buổi sáng nay sẽ đi mua bông hoa chẳng hạn. Thì cái hiện tại mua bông hoa là do cái chuyện 10 ngày sau có Tết, bây giờ họ đi mua bông hoa. Thì như vậy đó là cuộc sống nó có chi phối về quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu mà nói tất cả cái gì thuộc cuộc sống nó đều là do quá khứ hết, thì thưa quý vị, chúng ta có vấn đề là chúng ta nói một cách phiến diệt. Thì không ai mà phủ nhận quá khứ được hoàn toàn. Dạ, không ai phủ nhận được quá khứ hoàn toàn hết. Nhưng mà cũng nên nhớ rằng quá khứ là nghiệp mà hiện tại cũng là nghiệp. Quá khứ là một cái nghiệp xa, hiện tại là nghiệp gần. Mà thường cái nghiệp gần nó chi phối chúng ta nhiều hơn nghiệp xa nữa. Dĩ nhiên là mình sanh ra cái tư chất của mình thông minh hay không thông minh thì nó một phần là do quá khứ. Nhưng mà không phải là vì cái tư chất đó mà chúng ta nói rằng tất cả cái sự học hành sáng suốt của chúng ta đều là do quá khứ hết. Có những người ở trong hiện tại cố học hành thì họ vẫn đỗ đạt. Do vậy không nên nói rằng tất cả do nghiệp, tất cả do quá khứ. Tại vì mình nói như vậy là mình nói một cách rất là phiến diệt. Và có điểm này là theo đạo Nhân Thát đó, thì để mà chúng ta diệt khổ là chúng ta phải trả hết nghiệp quá khứ. Phật Pháp không dạy rằng chúng ta phải trả hết nghiệp quá khứ. Quá khứ chúng ta tạo vô lượng kiếp, chúng ta tạo rất nhiều nghiệp. Đừng bao giờ nói rằng chúng ta sẽ trả hết. Và không phải chúng ta nói một câu rằng ồ, hồi kiếp trước mình tạo ác nghiệp, bây giờ mình ráng mình chịu cho hết rồi sẽ hết. Không có. Và có một thứ mà ở đây có một việc chúng tôi cần nói, và có lẽ một số quý Phật tử hoan hỷ đừng có buồn đó, là trong Phật giáo Bắc truyền đó có một tác phẩm mà rất là hành rất là phổ thông, mà cái quan niệm nó lại gần với quan niệm của Kỳ Đại giáo hơn là quan niệm Phật giáo Thủy. Đó là bộ Lương Hoàng Sám. Bộ Lương Hoàng Sám đó nó ảnh hưởng đến văn hóa Trung Hoa, văn hóa Phật giáo Đại thừa, và ngày nay trở nên rất là phổ biến. Quý vị Phật tử nào mà ít có trì cái này thì quý vị không thấy, nhưng mà những vị nào trì Lương Hoàng Sám đó luôn luôn có cái mặc cảm rất lớn về những cái nghiệp báo mà mình đã tạo ở trong nhiều đời quá khứ. Lương Hoàng Sám là một tập sách dày, ở trong đó kể tất cả những cái nhân quả mà càng đọc thì càng sợ, càng đọc thì càng tạo nên một cái mặc cảm con người là con mình là con người tội lỗi. Và nó giống như quan niệm về sins hay là tội tổ tông hay tội lỗi, thay vì nói tội của tổ tông bây giờ mình nói tội của đời trước. Nếu một người Phật tử mà hiểu đúng nghĩa Phật Pháp thì chúng ta không nên sanh ra và sống với một mặc cảm là mình có tội lỗi nhiều.
đành rằng chúng ta có tạo những cái nghiệp trong quá khứ, nhưng mà Đức Phật dạy rằng chúng ta không biết rõ chuyện đó, không biết rõ. Mà bây giờ mình ngồi mình tụng từng trang kinh để mình suy niệm rằng à, mình đã làm cái chuyện này quấy, làm cái kia sai, làm cái đó bậy, rồi bây giờ phải chịu khổ này kia, cái mặc cảm nó không địch. Dạ, chúng tôi nói cái đó nó không có lành mạnh cho cuộc sống của chúng ta. Mà cái cuộc sống lành mạnh là Đức Phật khuyên chúng ta, cái gì mình biết rõ hiện tại thì mình nên nhận mình biết, cái gì mình không biết là mình nhận là không biết. Và cái mà mình biết rõ là như vậy, là buổi sáng sớm mình sống bằng tinh thần tích cực, thay vì mình ngồi mình lo âu không biết là trong đời mình đã tạo nghiệp này, mình tạo nghiệp kia. Bây giờ hãy tập trung vào tạo những nghiệp tốt trong hiện tại. Thay vì mình có mặc cảm với tội lỗi mình đã tạo, thì bây giờ mình nên sống một cái tích cực trong hiện tại. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không có nghiệp quá khứ, nhưng mà nếu chúng ta không biết, là không nhớ được đời trước mình đã làm gì, mà kiếp này mình lật từng trang kinh ra đọc để tạo nên mặc cảm tội lỗi, thì chuyện đó hoàn toàn không nên. Chúng tôi hiểu rằng có nhiều vị không đồng ý với việc này. À, mỗi lần mà sang bên Đài Bắc, chúng tôi biết rằng người Đài Loan hạ hay thường tổ chức những cái đàn tràng, gọi là đàn tràng Lưu Hoàng Sám. Và khi mà nhiều Phật tử họ ghi danh, họ tụng với cái ý mong là được giải những nghiệp quá khứ, họ sẽ chịu hết nghiệp quá khứ, và họ nghĩ rằng tụng kinh như vậy xóa những nghiệp quá khứ. Thì thưa quý vị, cái nhìn của chúng tôi gặp những người Phật tử đó là họ luôn luôn bị chi phối, bị ám ảnh, bị mặc cảm bởi cái nghiệp tội lỗi. Là một vị tu sĩ Phật giáo đó, thì chúng tôi tin rằng chúng ta có vô số nghiệp trong quá khứ, nhưng mà không có nghĩa là vì vô số nghiệp trong quá khứ mà nó là một vấn đề chúng ta nên có mặc cảm. Nếu mà chúng ta nói rằng do cái nghiệp quá khứ mà mình phải ngồi đó, mình phải suy niệm, phải nhớ, phải sám hối, thì giống như hiện tại mình sống mình cứ nhìn vào khuyết điểm của bản thân. Không ai không có khuyết điểm, nhưng mà mình sống không nên nhìn vào khuyết điểm của mình hoài, ngồi đó để mà tự kiểm tự phê hoài, không nên như vậy. Mà dĩ nhiên là chúng ta có khuyết điểm bản thân rồi, nhưng mà chúng ta cũng có những ưu điểm, và chúng ta cũng nên sống với những ưu điểm đó. Chúng ta nên sống với cái nhìn tích cực hơn là chỉ nghĩ đến những cái mặc cảm tội lỗi. Lúc này nào cũng sợ cái này, lúc nào cũng sợ cái kia, của mặc cảm hồi trước không biết mình làm gì, bây giờ mình khổ quá, vân vân. Và cái quan niệm về mặc cảm tội lỗi đó, nó đã đưa Âu Châu vào cái thời kỳ gọi là Dark Age, là thời đen tối của thời Medieval, thời kỳ Trung Cổ. Và đối với người Phật tử, người Việt Nam chúng ta có nhiều khi do cái mặc cảm quá khứ, chúng ta không có dành thời giờ tâm trí để hướng đến những điểm tích cực, để hướng đến cái gì tốt đẹp cho tương lai. Cuộc sống, vì thưa quý vị, Đức Phật dạy chúng ta rõ ràng, chúng ta đọc trong kinh, Ngài khuyên chúng ta, thay vì ngồi đó mà than van, thì hãy làm điều gì đó tốt cho người, tốt cho mình. Nếu mình nói là người tốt cho người, cho mình có nhiều chuyện tốt lắm. Và không nên sống bằng mặc cảm. Hối quá, nó là một điều không tốt. Và có nhiều chuyện không tốt. Bởi vì cái quan niệm về về tội lỗi hay là tội tổ tông trong Thiên Chúa Giáo và một số các quan niệm như ở trong trường hợp đạo trên đó, cho rằng chúng ta bị khổ là do cái nghiệp trong quá khứ, thì điều đó nó không có hợp với giáo lý nhân quả của Đạo Phật. Phật Pháp dạy chúng ta rằng cuộc sống nó là một hỗn hợp của quá khứ và hiện tại, nhưng mà có những thứ nghiệp ở trong quá khứ mạnh, nhưng mà đa số nghiệp ở trong hiện tại mạnh. Cái gì mình làm trong hiện tại rất là mạnh, ảnh hưởng đến chúng ta nhiều. Nên chúng ta là người con Phật, sống bằng thái độ tích cực, sang tay áo lên, bắt tay vào để làm những việc có lợi ích cho người, lợi cho mình, hơn là ngồi đó để mà tưởng tượng là ở trong quá khứ mình đã làm cái gì, bây giờ mình phải sám hối, phải ăn năn. Trong lúc đó mình rất là mù mờ về quá khứ, không biết về quá khứ mà cứ lo hối hận về quá khứ. Thì nên nhớ Ngài Rahula, Ngài Kapula Rahula, Ngài nói rằng bắt buộc mình phải tin một điều mình không tin rõ, đó là một thái độ chính trị chứ không phải thái độ trí thức. Và một người có hiểu biết thì không bao giờ bắt mình phải tin một điều mà mình mù mờ hết. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trương chư tôn đức đã vào Room để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú lành thay. Con thành kính tri ân thượng tọa giác đẳng và con cảm ơn cô Hoa Nguyệt. Con Nguyên Xuân thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốc xứ ngôn viên đã yểm trợ cho phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Thank you.
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Buddha Thamma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ tệ. Nam Mô Buddhaya.